Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hon. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và nhớ là để lại cho mình hashtag đó là 900k để mình có thể đạt được 900k sub trong thời gian sắp tới nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video mới thôi. Và trong video này á, mình đã có ý tưởng rồi các bạn. Thì trong tập trước á, mình đã chôn những cái thành viên khác rồi. Thì trong tập này á, mình sẽ tiếp tục chôn những thành viên đó. Và bây giờ mình sẽ chọn nó gọi là qua cái giới tính nữ các bạn. Thì có những cái skin ở trong đây mình vẫn có thể mua được, nhưng mà những cái skin đó là quá thường rồi các bạn, sẽ không có gọi là gây cái sự hào hứng cho các bạn khác nữa. Bây giờ mình sẽ gọi là mua những cái skin mà kiểu tóc nữ nè. Đó, mình thấy tóc này đẹp nè. Đó, mình sẽ mua. Đó. Sau đó mình sẽ gọi là mua những cái mặt cute các thứ. Đây, để mình coi coi cái mặt nào thiệt là cute. Đó, mình sẽ sử dụng cái mặt này luôn. Để mình vô hả, mình sẽ chôn. Để mình coi tí nữa mình có thành viên nào mình sẽ chôn các bạn. Đó, để cái này đấy, các bạn thấy chưa? Thấy cute hồng hồng, mình phải ngậm cái núm này. Tại vì cái núm này là cái thương hiệu của mình rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cái áo này. Trời ơi, cái áo thiệt là cái tay đeo cái vòng đi, mua luôn. Trời ơi, cái quần nào, cái quần nào đẹp vòng nỏ. Trời ơi, các bạn nhìn nó cứ bốc lửa không? Ủa, mặc thử nữa hả? Có vụ mặc thử nữa. Rồi, các bạn ha, nhìn thấy có bốc lửa không? Trời ơi, nhiều miễn sao mà mấy ảnh không mê cho được. Trời ơi, rồi lưu lại. Cái tóc mình mua rồi mà. Mua hết. Cô gái luôn. Rồi. Ủa, không được ta. Cái này nó lâu lâu nó hay bị lỗi gì á các bạn ơi. Rồi mình bỏ cái đầu ra đi, lưu. Rồi, tí nữa mình sẽ vô đây. Nope. A few moments later. Rồi, mình bây giờ mình sẽ chỉnh mấy cái này của mình qua màu xanh hết các bạn. Tại mình thích màu xanh này nè. Đó, và mình cũng có ý định là mình sẽ chôn Huy núp các bạn, cho nên mình sẽ chọn gọi là màu xanh. Tại vì màu xanh này Huy nó rất là thích các bạn. Huy rất là thích màu xanh cho nên mình sẽ chọn màu xanh. Ok. Bây giờ mình sẽ lưu lại và bây giờ mình sẽ dùng luôn cái skin này và mình sẽ đi vào cái thế giới. Sau đó mình sẽ coi thử Huy nó đang ở đâu và chôn nó nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đã xong xuôi rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm Huy thôi. Ê, Bambi nè. Lucy nữa nè. Trời ơi, Huy đâu ta? Có chắc nữa nè. Wow. Ngáo sư, hello, 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 AFK các bạn ơi, hello. Và mình vừa mới gắn thêm cái skin chạy dưới nó có xanh xanh đó nè bạn. Huy, ủa Huy đâu ta, Huy đâu ta, ủa Huy đâu, à trên phòng nè. Nhưng mà bây giờ sao ta, chứ bây giờ tự nhiên mình đi lên trên phòng thì nó biết liền, nó biết là mình dễ chôn nó liền. Bây giờ sao ta, lén nhìn nó từ đằng, gọi là lén nhìn nó từ phía bên hông vậy. Rồi cái phòng này không có chỗ nhìn, nhìn sao ta, đi vô luôn mới được. Chợt nhìn đâu rồi, cứ đây. Được. Mình lên đây mà mình chôn là nó biết liền. Ý, trời ơi, ngủ đứng các bạn. Trời ơi, nó vừa ngủ mà nó còn vừa lấy kiếm nó muốn. Coi chừng gì có gì không? À, đúng rồi, có cái trứng gà này, mình lấy cái trứng gà mình quăng vô cái đầu. Đúng rồi, mình lấy cái trứng gà quăng vô cái đầu Huy mới được. Đúng rồi, cho nó dậy. Biết trời. Piu. Piu. Ủa, chết rồi, không cho quăng. Ây da, ủa. Ba, ủa gì vậy? Ây da. Ôi. À, em nè. Em lần nào, ba lần em. Ơ, anh không nhớ em hả? Không, anh chỉ biết ăn tao. À, lộn. Anh em là thành viên mới nè.
em mới vừa... Đúng rồi, em á là được Jimmy á mới giới thiệu vô quê nè. Ồ, Jimmy giới thiệu hả? Ồ vậy vậy em gì? Em á, em tên là Mù Simeo. À, Mù Simeo. Tên gì kỳ vậy? Tên gì mới đặt lên? Mấy kiểu sang chảnh lên như kiểu professional, cái kiểu ai gì tên là Mù Simeo đấy vậy? Tại không biết nữa, chị Simi dẫn em vô đây, xong rồi chị Simi kêu là em phải lấy một cái bộ trang phục màu xanh nước biển, tại vì ở trong này sẽ có một anh rất là thích màu xanh nước biển. À không phải anh đâu, được rồi, đi đây. Ơ, anh ơi vậy? Không phải anh đâu. À, nhưng mà là em lần đầu tiên em mới vô thế giới này, anh có thể dẫn em đi tham quan được không? Trời, em dám vào cái này dễ vậy, đi anh. Ôi trời, thích quá hả? Bây giờ là em, đây là cái lầu, đây là cái gọi là, đây là cái lầu 2 nè. Đây, ok, em, anh ơi, cái lầu 2 sao cái phòng 301 anh? Thì lầu 2, phòng 301. Ủa, em tưởng là lầu 2 nó phải là phòng 201 chứ. Lầu 2, phòng 201. Tại sao nó mà... Cái thằng tên nó bị lỗi, nó bị ngu người á cả đi. Nói chung là đây là cái lầu 2 thì mình cứ coi như là đây là cái khu của mình đi. Đó, vậy đó. Thì đây là nhà của Bambi. Đây, vô đây xem đi. Bambi là ai vậy anh? Bambi là cái thằng nhóc khủng long á, ai biết được. Nhóc khủng long á anh? Đúng rồi. Còn phòng này là của ai anh? Của anh với ai vậy? Của anh với thằng J. Nope. Thằng J. Thằng J. Gì? Trời ơi, anh ở đây anh chơi BD hả anh? Trời anh ở đây với thằng Thang. Sao nãy em nghe gì mà ở đây chơi BD gì á? Trời anh ở đây là nói chung là ở với thằng Thang. Nhưng mà ngày xưa nó bị BD. À, bây giờ đỡ chưa anh? Hay vẫn còn BD? Bây giờ nó manly rồi. Vậy là bây giờ nó chuyển cái BD qua cho anh đúng không? thích quá hà. Ý, cười gay vậy. Nói chung là đi xuống đây. Ôi, bị cái gì vậy? Ôi, vậy? Trời ơi. Bây giờ đi xuống đây. Trời. Ủa, còn cái này là của phòng của ai vậy anh? À, tức là cái này cái lầu của cái phòng luôn á. À, cái lầu của ai vậy anh? À, đây là cái lầu hình như là của Kaigon, Simi với lại... Quên rồi. Đúng rồi, của Lucy và Nắm. Đúng rồi. Lucy và Nắm hả? Mình có vô tham quan được không anh? Ồ, vậy thôi. Đi đi, không vô đây tham quan đâu. Ôi trời, đi mỏi chân quá. Anh có con nào anh chở em đi được không? Có con này nè, Kỳ Lân nè. Đâu? Ủa, Kỳ Lân đâu vậy anh? Ôi trời. Ôi. À, đây nè. Ú. Chứ, ở ngoài khoan nó chỉ có người à. Có con nào. Ú. Từ, để em lên á. Ú. Đã. Trời ơi. Thích quá hả. Ê, có chừng chết. Ôi trời. Trời ơi. Cái này là cái bê mộ dành cho những thằng nào nó chơi ngu rồi đúng không? Chơi ngu trong chung cư là xác định là cho chôn như cái mộ này nè. Chơi ngu, ý là chơi ngu là chơi sao anh? Là chơi ngu là giống như là mấy cái thằng mà nó nghịch ngu rồi nó chôn thằng nào chả gan chôn thằng trời tiếng gì sợ quá anh, trời hết hồn. Trời ơi. Trời ơi. Trời không. Chưa tới Tết mà sao tự nhiên bắn pháo hoa vậy anh? Trời
cái ngày này ở đây là coi ngày nào cũng tết hết em ơi. Đúng trời rồi. Ơi ngày nào cũng là tết á. Nói cái gì chung là ở đây cũng làm gì làm, nhưng mà sao ông chồng mình là chủ quản gia được rồi. Trời ơi thằng anh dám kêu quản gia là thằng luôn hả anh? À lâu. Trời ơi em mét nha. Trời ơi em mét cái gì? Em mét quản gia. Anh kêu thằng quản gia là thằng. Trời ơi lát nữa ai văn tổng không có gì anh? Anh ở đâu anh? Từ sống á, lát đi văn rồi. Anh đừng nói nha anh. Đúng vậy. Chịu không? Đây chịu luôn. Món tôm sống ở đâu? Nhưng mà mỗi chân nó xuất hiện lại rồi. Rồi đi thôi. Trời ơi bây giờ đi đâu luôn á? Bây giờ anh chở em đi vòng vòng dạo chỗ nào mà đẹp đẹp đi. Chỗ nào hả? Chỗ nào mà nó thơ mộng đi. Nó thơ mộng hả? Chỗ nào mà nó hay được không? Chỉ... nó chưa thơ mộng nữa vô. Gì trời, chỗ nào mà chỉ có hai đứa mình thôi anh ơi. Đó thì vô trường có hai đứa mình thôi, trường đâu có thằng nào không đâu, hôm nay nghỉ hết rồi. Cũng được luôn. Mình lên sân thượng đi anh. Lên sân thượng của trường đi. Cái đường đi lên. Ôi anh ơi, bên này em bị gì anh? Trường chưa xây xong hay sao anh ơi? Ở trường này không có sân thượng rồi. Ủa không, anh đâu rồi, trời ơi, sợ quá, lạc đường. Ôi trời. Nói chung là em quay làm gì, em kêu anh. Trời ơi, người gì đâu lạc kỳ, dẫn ta đi chơi, hỏi anh quay làm gì. Tất nhiên quay đi chơi rồi, nó hẹn hò đó anh. Vậy? Là sao? Hẹn hò đó. Anh không biết hẹn hò hả? Em có hiểu cái từ hẹn hò không? Hiểu chứ, hẹn hò tức là hai mình á lẽ hả sẽ ngồi trên con Lambo lộn con Chocobo đó, xong rồi mình đi vòng mình đi sáng đêm luôn, mình đi tới khi nào mình hết thịt luôn xong mình chết luôn. Ok đi anh tịch đây đấy. Đừng đâu con Lambo của anh đâu? Đây Lambo đây. Không con đâu? Đâu, Lambo của anh đâu rồi? Trời ơi, Lambo anh không có tiền. Đó, lên đi anh. Đúng rồi. Đưa em đi đi. Đưa đi. Dạ, đi đâu cũng được. Anh tính là không biết đi đâu là sao đi. Đi đâu cũng được anh à. Ok, đi chết đâu. À, không gì đâu. Rồi, đi anh ơi. Trời ơi. Nè, nhìn là nhảy lên à. Đừng nhảy anh ơi. Đi trên đường thôi. Trời ơi, mình phải bắt cô em à. Trời ơi. Ai đi bộ nữa, thời này người ta phải bắt cô, nó mới nhanh. Trời ơi, đi gì mà nó cứ bị đứng hoài anh. Đó rồi, ơi, chuẩn bị rớt nước nè. Ui, wow. Hay quá anh ơi. Trời ơi. Có chừng té anh ơi. Trời ơi, em sợ độ cao lắm á, càng lên cao em càng thích nha. Đi xuống dưới em mới sợ độ cao lận, còn đi lên trên là em thích. Mặc dù em sợ độ cao. Ủa là sao? Có con người gì mà ngược đời vậy? Đúng rồi đó. Mà đi tiếp đi anh ơi. Trời ơi, chị kẹt ở đây rồi anh ơi. Từ đang cố nhảy lên nè, từ. Đi cái gì mà kẹt dữ anh ơi. Anh ơi. Kẹt anh ơi. Nó chăm. Nghe giỡn. Anh ơi. Nó kẹt quá anh ơi. Anh đứng yên luôn rồi anh ơi. Anh ơi. Chào mình đó. Anh ơi. Anh Huy ơi. Anh Huy. Anh Huy ơi, em nè. Anh Huy, ơi chết rồi.
nó bị đứng luôn rồi. No. Ok các bạn, ngày hôm nay mình đã cho thuê vào một em gái gọi là bí ẩn. Thì ok, nếu như bạn nào thích video này của mình thì đừng quên là cho mình một like, một share, như là một click đăng ký đồng hồ cho mình nha. Và đừng quên là đăng ký luôn cho Huy luôn nha. Và các thành viên khác cũng đang go team nữa. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye.